Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Bính Thìn trong tháng 1 năm 2020 âm lịch, cách hóa giải vận đen để gia chủ có một tháng suôn sẻ trong mọi công việc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, xung Thân, Hình Tị, Hại Tị và Hợi tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, từ ngày 19 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 1, từ ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 1, tức ngày 18 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 1, tức ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tử vi tuổi Bính Thìn 19 tháng 6 trong tháng 1 âm lịch. Vào tháng 1 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Canh Dương Kim gặp Thìn Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, các gia chủ Bính Thìn cần chú ý ngày âm lịch 20 tháng 1, tức ngày 3 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
Để may mắn, thành công, tuổi Bính Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2021, đặc biệt là trong tháng 1 Canh Dần, thì tuổi Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều sẽ gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Bính Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn. Bước sang tháng 1 âm lịch, mọi việc của tuổi Bính Thìn diễn ra rất thuận lợi. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nhưng bạn không được mạo hiểm, bạn cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Không đầu tư mù quáng, liều lĩnh thì ắt hẳn bạn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc, mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn, nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo, vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi có cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Bính Thìn trong tháng 1. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc, đều do bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc sẽ có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là khoản thu sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương trong tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thành công, các gia chủ Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Bính Thìn trong tháng 1 âm lịch, thật sự không khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Dù bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, bạn cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là chuyện chưa tới mà thôi. Và những người đã có gia đình thì trong tháng này, xung đột, tranh cãi sẽ xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ Bính Thìn nếu mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ, chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe của người Bính Thìn khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục hoàn thành các mục tiêu mà mình đã đề ra. Trong năm 2021 cũng nói sức khỏe của người tuổi Bính Thìn không có vấn đề gì lớn cho lắm. Bạn chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ, luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề về xương cốt và sức khỏe. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ.
Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Bính Thìn trong tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!